Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị để khảo sát tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung, hình thức hoạt động của hội ngày càng đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các cấp hội và hội viên đã phát huy phẩm chất tốt, bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, hơn 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã góp phần tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị quyết còn gặp không ít khó khăn, vì vậy đề nghị Trung ương nghiên cứu xây dựng dự thảo luật cựu chiến binh để sớm trình Quốc hội xem xét thông qua. Xem xét ban hành nghị quyết mới về công tác hội cựu chiến binh phù hợp với tình hình mới, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn quốc về mô hình ghép tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính có nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành hội cựu chiến binh liên cơ quan nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức đảng. Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền Quảng Trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, nhiệm vụ của hội cựu chiến binh. Các cấp hội cựu chiến binh tỉnh khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, đoàn kết xây dựng hội cựu chiến binh ở địa phương vững mạnh toàn diện. Đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.